phải không rồi thì mình nhanh tay sẽ đi livestream 3 group và trả lời cho câu hỏi con gì biết bơi trong ngày hôm nay mọi người nha. Sẽ đi livestream 3 group và trả lời cho câu hỏi con gì biết bơi nha. Quý chị và các bạn nào đã thấy mình rồi thì nhanh tay tương tác với shop mình rồi nha. Thấy em rồi đúng không ạ? Mọi người ơi, thấy em thì tương tác với em nha. Rồi, chị Hồng Trần. Chào Hồng Trần nha. Hello em, chào Vương Hoàng Anh. Chào mọi người mới vào nha. Và hôm nay, một câu hỏi cực kỳ dễ sẽ dành cho mọi người. Con gì biết bơi ạ? Con gì biết bơi? Đây là một câu hỏi cực kỳ dễ đúng không ạ? Và chị và bạn nào trả lời trúng với có đáp án, trúng với đáp án của shop thì mình sẽ là chủ nhân của một set siêu sinh như Hân hoặc Thủy đang mặc nha. Và các chị và các bạn nhanh tay comment đáp án để các chị và các bạn có thể đón ra nha. Chào Thanh Nguyễn ạ. Chào Hằng Trần. Con cá, con chó vẫn chưa đúng nha. Con cá vẫn chưa đúng nè. Con cá chưa đúng mọi người ơi. Rồi, con cua, nếu đáp án là con cá thì đơn giản quá đúng không mọi người? Con cua, con tôm, con gì biết bơi đây, con gì có khả năng bơi đây mọi người ơi. Con người. Rồi, xin chào Kim Dung nè. Rồi con mực cũng chưa đúng nha, nha mọi người ơi. Con người vẫn chưa đúng nha. Rồi con gì biết bơi đây ta? Con gì biết bơi đây mọi người ơi, xe liền 3 rút. Rồi sau đó mình tha hồ comment những đáp án mà mình cho là đúng mọi người nha. Mình cho là đúng nha. Rồi, xe liền 3 rút và comment những đáp án mà mình cho là đúng. Con thuyền. Con người. Ok con, ok rất là nhiều con nha. Con vịt. Rồi, con tàu, con thuyền, con người, con ngang, con ngọc. Rồi, rất là nhiều đáp án luôn mọi người ơi. Nhanh tay comment cho không biết mọi người nha. Con chim cảnh cuộc. Con chim cảnh cuộc. Không phải đáp án mọi người ơi. Con tàu không phải nha. Con cá cũng không phải nha. Xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn mới vào. Cô chị có cũng vừa hả? Xin chào các bạn mới vào nha. Xin chào các bạn mới vào nha. Rồi, hai sản phẩm của em sắp gửi rồi mọi người nha. Minh Châu nha. Hai sản phẩm của em sắp gửi rồi nha. Nói chung là chốt ngày nào sắp gửi ngày đó mọi người nha. Chị ơi, có đầm trễ vai không? Bên chị không có đầm trễ vai nhưng bên chị có áo trễ vai các chị à, các bạn nha. À, con nước là con gì ta? Con nước, con vịt, con chim cánh cụt chưa phải đáp án của shop mọi người nha. Các chị và các bạn nhanh tay comment đáp án mình cho đúng nha. Con giống nước, con nước. Rồi, con hi hi, con vịt vẫn chưa đúng. Con rắn nước vẫn chưa đúng nha. Con gì đây ta? Con gì mà nó biết bơi mọi người ơi? Con gì nó biết bơi ta? Cho em xem áo trẻ vai à. Đây, một chiếc áo trẻ vai như Hân đang mặc đây mọi người ơi. Một chiếc sơ mi trẻ vai rất là xinh. Một chiếc áo thun kèm với một chiếc sơ mi trẻ vai rất là xinh. Ngoài ra cũng rất còn rất nhiều sản phẩm trẻ vai ở bên mình mà một xíu nữa mình sẽ lên tiếp tục nha. Rồi con mực, con rắn, con sóng. Rất là nhiều con, rất là nhiều con nhưng vẫn chưa trùng với đáp án của shop mọi người nha. Nhanh tay comment để các bạn đoán ra nha. Nhanh tay comment để các bạn đoán ra nè. Rồi các chị và các bạn ơi, con rắn nước vẫn chưa đúng nha. Con cá chưa đúng nè. Con đã chia sẻ rồi, Hoài Thương, chị thấy Hoài Thương nha. Con cá. Con cá vẫn chưa đúng mọi người nha. Con cá thì quá dễ rồi mọi người đúng không mọi người? Con cá thì quá dễ rồi. Con chó. Con chó vẫn chưa phải là đáp án của shop mọi người nha. Con gì đây mọi người? Con gì biết bơi đây mọi người ơi? Con gì biết bơi đây? Con bạch tuộc. Con cá. Con ếch. Rồi thân thầy rất là nhiều đáp án của các chị và các bạn nha. Rất là nhiều đáp án của các chị và các bạn luôn. Rồi vẫn chưa đúng mọi người nha. Chưa có đáp án nào đúng hết. Các chị và các bạn ơi nhanh tay. Nhanh tay. Nếu các chị và các bạn đón ra nha. Con rùa biển. Có bạn. Có bán hiếu. Hồ Hồng Sóc ơi. Không có bán hiếu mọi người ơi. Không có bán hiếu nha mọi người ơi. Con mực vẫn chưa đúng nha. Con người vẫn chưa đúng. Con ba ba vẫn chưa đúng. Con ếch cũng chưa đúng. Con cả voi chưa đúng. Con người chưa đúng. Con ba ba chưa đúng. Con cả voi vẫn chưa đúng nha.
con dĩa vẫn chưa đụng, con sữa vẫn chưa đụng mọi người nha. Con gì đây các bạn? Cố lên. Rồi xin chào tất cả mọi người, nhanh tay trả lời cho hỏi con gì không biết bơi. Oh sorry, con gì biết bơi? Quá dễ mọi người ơi, mọi người nghĩ đi, cái con gì mà nó biết bơi là chúng ta sẽ khoanh vùng được rồi. Một là cái con dưới nước, hai là cái con vật trên bờ mà có khả năng đặc biệt, đó là có khả năng bơi. Trời ơi rất là dễ luôn, nhanh tay và chia sẻ livestream này vào ba group một lần cho nhân. Rồi nhanh tay comment đáp án của mình là mọi người, cực kỳ dễ như thế này mà không nhận được quà của shop thì quá tiếc mọi người. Tranh thủ trả lời cho câu hỏi dễ như thế này nha. Con gì không biết bơi mọi người ơi, cố gắng lên nha. Và nhanh tay kéo lên 200 view shop sẽ bắt đầu lọc đáp án luôn nha. 200 view shop sẽ lọc đáp án. Bây giờ mình đến với 150 view trước nha. 150 view thì shop sẽ gửi ý cho mọi người nha. Áo như chị có màu trắng không? Áo như chị không có màu duy nhất của chị nha. Chị có duy nhất màu chị đang mặc thôi các chị và các bạn nha. Rồi các chị, con vịt trời, con chim, con ngỗng, con cua, con ếch, con thuyền vẫn chưa phải nha, con tép vẫn chưa phải nha. Con gì đây các chị và các bạn ơi, con gì đây? Con bò hả? Con bò không biết bơi các chị. Con bò mình không biết bơi. Rồi con vịt của họ, con vịt vẫn không đúng nha, con cá sấu không đúng, con chó không đúng, con thuyền không đúng các chị và các bạn nha, con cá mập cũng không đúng nha. Con gà vẫn không đúng mọi người nha, con cá vẫn không đúng nè. Con gì đây mọi người ơi, sắp chuẩn bị gửi cho mọi người rồi nha. Rồi nhanh tay chuẩn bị gửi, rồi kéo lên 150 view sắp gửi nè mọi người ơi. Mọi người hãy giúp sắp là con chia sẻ nha. Mọi người hãy giúp sắp chia sẻ vào ba group nha. Con gì quá dễ mọi người ơi, cố lên gửi nào. Ok mình sẽ gửi nha. Mình con này có hai từ mọi người ơi. Con này trừ chữ con ra là có hai từ nha. Trừ chữ con ra là có hai người nha. Mọi người ơi, ai có đáp án rồi mọi người hãy tiếp tục comment giúp shop nha mọi người nha. Câu hỏi của shop là con gì biết bơi nha mọi người nha. Con gì biết bơi cực kỳ dễ luôn nha mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, trừ chữ con ra là mình chỉ còn duy nhất một từ thôi chị và các bạn nha. Trừ chữ con ra là mình còn một từ nha. Và các bạn hãy đoán một từ duy nhất đó thôi mọi người ơi. Chỉ cần đoán một từ duy nhất đó là mình ra rồi. Trừ chữ con ra mình còn một từ nữa nha. Rồi mình gợi ý đó là không phải là loài cá đâu các chị và các bạn nha. Rồi bây giờ con này bắt đầu bằng chữ gì đây, nghe gợi ý nha. Con này chỉ có hai từ, tức là từ con là một từ, mình chọn một từ nữa mọi người ơi. Con này hãy chọn một từ nữa nha. Bây giờ mình chọn một từ nữa giúp sắp nha, để chúng ta sẽ là chủ nhân của combo siêu hot ngày hôm nay. Ai muốn sở hữu combo như Hân và Thủy đang mặc thì nhanh tay comment con gì nào, nhớ chia sẻ ba group nha. Nếu mà mình chưa chia sẻ thì sắp sẽ không tặng quà thì rất là tiếc nha. Rồi 200 view nè mọi người ơi, 160 view rồi, bây giờ 200 view sắp sẽ gợi ý nha. 200 view sắp sẽ lọc cái từ đầu tiên để mọi người đoán nha. Lọc cái từ đầu tiên là ra đáp án luôn, rất là dễ nha. Rồi con gì đây, quá xuất sắc, quá dễ luôn. Con này là một gọi bây giờ mình gợi ý nhau nha. Rồi con này là một loại mà mình có thể ăn được. Con này có thể ăn được mọi người ơi. Con này là con gì mà có thể ăn được mọi người ơi? Con này có thể ăn được và con này biết bơi. Gợi ý của mình, gợi ý cho mọi người nha. Sắp gợi ý cho mọi người rồi mọi người nha. Con này có thể ăn được và con này biết bơi nha. Và các chị và các bạn nào biết thì mình comment nhanh tay comment cho Pháp biết nha. Con vịt, con ngỗng. Con ngỗng hả? Không đúng mọi người ơi. Con vịt cũng đúng và không đúng đáp án của shop mọi người nha. Rồi con ngỗng, con vịt và không đúng mọi người nha. Con ngỗng không đúng đâu mọi người ơi. Hai đứa bạn đã không phải rồi. Con chó cũng không phải nha. Rồi ok, xong chưa bị gửi luôn nha, gửi luôn, tiếp tục gửi đây. Con này nè có hai từ, thứ nhất là có thể ăn được nha, biết bơi mọi người ơi, sao con gà được, chưa phải là bạn, chưa có đáp án nha mọi người ơi, chưa có đáp án chúng nha. Bây giờ tiếp tục chọn ra, nhanh tay nha, sắp sẽ gửi lần từ đầu tiên nha, sắp sẽ gửi lần từ này đầu tiên. Con này ăn được nha mọi người nha, con này ăn được nha mọi người ơi, con này ăn được nha mọi người ơi. Các chị và các bạn ơi, một cái con mà ăn được mà đã biết bơi nữa thì con gì đây ạ? Con rắn, con chó vẫn chưa phải mọi người nha. Con tôm chưa phải nha. Con tép chưa phải mọi người ơi. Con lục chưa phải à. Con ngang chưa phải nha. Con tôm chưa phải nha. Thưa các bạn ơi. Các bạn nhanh tay cầm tay cho sắp để các bạn biết các bạn nha. Các bạn chuẩn bị lật các bạn nha. Con ếch, con mực. Con mực ngạt mũi ghê. Con cua. Và các bạn, con mực, con cua vẫn chưa phải nha mọi người ơi. Con ốc vẫn chưa phải nè, con vịt bầu vẫn không phải nè.
con sò chứ phải con cá chứ phải nha. Rồi con gì đây, con gì đây mọi người ơi? Con gì đây, con gì đây, con gì đây? Và các chị và các bạn nhanh tay comment nha, nhanh tay comment nha. Thủy nói chứ không, Thủy. Ok. Mọi người ơi, ai có đáp án rồi mọi người hãy nhanh tay comment giúp em nha mọi người nha. Câu hỏi bữa sắp là con gì biết bơi nha mọi người nha. Con gì mọi người ơi, ai biết mọi người cứ comment giúp em nha mọi người nha. Con rồi, gì mọi người ơi, luôn đi Hưng đây. Con này bắt đầu bằng chữ vô học chậm nha. Rồi mọi người ơi, con này bắt đầu bằng chữ C. Rồi con này bắt đầu bằng chữ C nha. Đó, gửi ra vậy mà không ra nữa thôi á. Con này bắt đầu bằng chữ C, con sứa chưa phải nha, con rắn chưa phải, con cua chưa phải. Con chữ này bắt đầu C bằng chữ là C. Con gì? Con cố lên, cố lên, cố lên. Ơi, con này là có thể các chị và các bạn ơi, con này biết báo hiệu mưa nha mọi người ơi. Quá dễ rồi nha, mà không mình gợi ý cho các cậu là mình bắt gợi ý cho các bạn và các chị là biết báo hiệu trời mưa nha. Con gì đây mà biết báo hiệu trời mưa các chị và các bạn ơi? Con gì đây? Con gì đây các chị và các bạn ơi? Con gì đây? Con gì mà không thể gợi ý hơn nữa ta. Trời ơi, chữ C quá dễ rồi mọi người. Con gì chữ C mọi người ơi? Quá dễ, con gì chữ C mà biết bơi mọi người ơi? Con biết báo hiệu trời mưa luôn. Con nhái gần đúng rồi, cởi lên con còn không phải. Rồi, có người trả lời đúng rồi. Như Hình nha. Xin chúc mừng cái tên Như Hình. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Với cái tên, với đáp án con tóc thì bạn đã là chủ nhân của mini game trong ngày hôm nay nha. Chủ nhân của mini game trong ngày hôm nay nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn, em có bản mũ nha. Nãy giờ rất là nhiều các chị hỏi là về sản phẩm như quần áo, mũ, nhưng mà em không kịp trả lời là em có bán mũ và mũ em đang đội là 120.000 mọi người nha. Các chị và các bạn comment thì nhanh, các chị và các bạn vui thì nhanh tay comment cho rồi, em là mũ rồi và tên họ nha. Bây giờ mình sẽ đến với chương trình sale ngày hôm nay và sale chỉ bán trong livestream cho 10 bạn nhanh nhất nha. Các bạn có thấy cái form của cái áo của Hân quá đẹp đúng không? Áo này sẽ được sale bao nhiêu? Áo này từ 200.000 sắp sẽ bán 79.000 nha. Áo của Hân đang mang 200.000 sắp chỉ bán 79.000. Tranh thủ nha. Và sau khi bắt đầu thời gian thì mới đặt nha. 200.000 và sẽ bán 79.000 cho 10 bạn và 10 chị nhanh nhất nha. 200.000 sẽ bán với giá 79.000 nha. 200.000 bán với giá 79.000 và chỉ riêng cái áo này bán như vậy thôi nha. Cái váy cũng như vậy, cái váy cũng bán với giá 79.000 luôn nha. Ai muốn lấy áo này thì comment giúp shop là caro, mã của này là caro nha. Áo này dưới 55kg nha. Sau khi sắp đọc cái thời gian thì mình mới bắt đầu đặt nha. Giờ là sắp chưa có nhận đơn nha. Áo này mã là caro, còn váy này thì comment là váy đen giúp shop nha. Comment là váy đen nếu sở hữu áo này, váy này với giá 79.000. Áo này ai muốn sở hữu với giá 79.000 thì nhanh tay comment luôn giúp shop nha. Bây giờ khoan chờ một tí nha, sắp đọc đúng thời gian bắt đầu một cái thì mình mới đặt nha. Và áo này 200.000 sẽ bán 79.000 cho 10 bạn thôi nha. Chỉ bán 10 bạn 10 chị nhanh nhất nha. Và cái váy này cũng sẽ bán cho 10 bạn 10 chị nhanh nhất với giá 79.000, giá là 200.000 nha, giá gốc 200.000. Khoan nha Huyền Trang nha, bây giờ sắp chưa có bán nha. Váy này có sai không? Váy này là form, váy này thì form bao nhiêu? Form dưới 55kg. Mọi người ơi, dưới 55kg mình cứ vô tư đặt nha. Shop sẽ gọi điện cho mọi người, từng người để tư vấn cái sao, để tư vấn số ký cho mình nha. Đó, váy này là cứ dưới 55kg vô tư đặt nha. Rồi nhanh tay nha. Bộ này, áo này sẽ được bán với giá 79.000, giá gốc là 200.000 cho 10 bạn nhanh nhất. Rồi để tay lên bàn phím nha mọi người nha. 5 giây đếm ngược để comment là caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu áo này với giá 79.000 nha. Và váy cũng với giá 79.000. Và nhớ là chỉ cho 10 bạn 10 chị nhanh nhất nha. Rồi để tay lên bàn phím đi các chị ơi, 5 giây đếm ngược nha. Đếm ngược đi Hân ơi. 5 giây đếm ngược cho các chị và các bạn đặt áo hay đặt váy chỉ với giá là 79.000 à. 79.000 áo hoặc 79.000 váy. Và bây giờ mình nhanh tay đặt các chị và các bạn nha. 5 giây đếm ngược. 5 4 3 2 1. Nãy giờ rất nhiều bạn hỏi nguyên xác thì mình 79 x 2 các bạn đúng nha. Rồi ai lấy nguyên xác comment giúp shop nguyên xác kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ai lấy áo comment ngay giúp shop caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ai lấy váy đen comment váy đen kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi nhanh tay, sắp hết rồi nha, chốt cho 10 bạn 10 chị nhanh thôi nha. Sắp
chị bán cho 10 chị 10 bạn nhanh nhất nha. Tại vì mẫu này rất là hiếm luôn, quá đẹp nha. Rồi chúc cho Diễm Hương karaoke, Diễm Hương comment địa chỉ giúp shop, mã hàng karaoke kèm số thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Không có địa chỉ shop không chốt được nha. Rồi chúc cho Hằng, cho Hằng Trần comment đầy đủ nguyên set kèm số thoại kèm địa chỉ nha. Cẩm Tú ok karaoke, Cẩm Tú comment số thoại địa chỉ giúp shop nha. Rồi chúc cho Dưa Hấu karaoke, Dưa Hấu comment số thoại địa chỉ giúp shop. Mọi người comment mã hàng karaoke kèm số thoại kèm địa chỉ shop mới chốt được nha. Không có địa chỉ thì shop không chốt nha. Rồi chúc cho Huỳnh Huỳnh Thi ok, Huỳnh Huỳnh Thi nguyên set ok, sắp thấy địa chỉ của mình rồi nha. Ai lấy áo caro comment caro kèm số thoại kèm địa chỉ, ai lấy nguyên set comment là nguyên set nha, ai lấy vải comment vải đen nha. Và mỗi sản phẩm sẽ bán giá 79.000 và chỉ bán bộ này thôi và cho 10 chị nhanh nhất nha. Nhanh tay comment giúp shop. Dạ Quỳnh Tâm hai áo hai vải ok, chúc Quỳnh Tâm số thoại comment địa chỉ giúp shop. Mọi người đặt hàng comment đầy đủ số thoại địa chỉ shop mới chốt được nha. Không có địa chỉ shop không chốt được nha. Chúc cho Vân Nguyễn vải ok, Vân Nguyễn comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Mỹ Lệ quét áo caro ok, Mỹ Lệ comment địa chỉ ok, ok có địa chỉ rồi nha. Chúc cho chị Đinh Huệ caro, mọi người còn 5 chị nữa thôi nha, sắp chị sale cho 5 chị nữa, nhanh tay mọi người ơi. Chúc cho Đinh Huệ caro comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Phạm Hương mã caro comment địa chỉ giúp shop các chị ơi, sắp chị bán cho 5 chị cuối cùng, nhanh tay nha. Chúc cho Ngọc Hồng Lê caro lại thiếu Bình Dương, chị comment rõ địa chỉ giúp shop, comment mã caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ, mã caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ, hoặc là nguyên set là áo và vải kèm số điện thoại kèm địa chỉ, hoặc là lấy vải comment vải kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho chị Dung Huỳnh mã caro comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Duyên Súng comment ngay số điện thoại địa chỉ, không là shop không chốt hàng nha. Không có số điện thoại địa chỉ không có shop không chốt hàng nha. Duyên Súng cho shop địa chỉ số điện thoại, còn 3 chị nữa thôi nha. Chúc cho Vân Nguyễn vải ok, chị Vân Nguyễn ok địa chỉ rất đầy đủ nha. Chúc cho chị Huyền Trang caro, Huyền Trang comment địa chỉ số điện thoại nha. Áo này rất là xuất sắc nha. Nhanh tay comment caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Kẹo hết hàng nha, cực kỳ đẹp luôn. Áo này là một trong những cái gọi là form áo cực kỳ hot trong cái mùa 2018 này nha. Và cái form của nó cực kỳ sang chảnh và nhìn rất là cute luôn nha. Chúc cho chị Maria caro ok nha, em thấy địa chỉ của chị rồi. Chúc cho Thẩm Nguyễn caro ok, Thẩm Nguyễn comment địa chỉ giúp shop. Phải có địa chỉ shop mới chốt được nha. Mọi người comment giúp shop địa chỉ luôn nha. Còn chị nào không có địa chỉ thì shop sẽ chỉ đọc tên nhưng mà chưa giữ hàng cho mình nha. Chúc cho chị Ngọc Hân Lê vải ok, Ngọc Hân Lê nha. Ai lấy áo thì comment áo caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ, ai lấy vải thì comment là vải kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho Huyền Trang ok, nhanh tay ơi, sắp hết hàng rồi các chị ơi, nhanh tay, sắp hết hàng rồi. Chúc cho Quỳnh Trâm hai set, Quỳnh Tâm hai set sắp chốt rồi nha. Chúc cho chị Đinh Huệ caro ok, sắp thấy địa chỉ luôn rồi nha. Chúc cho Ona caro, nhanh tay các chị ơi, hết hàng đến nơi rồi. Chúc cho Thẩm Nguyễn ok, Thẩm Nguyễn caro. Chúc cho ai nữa đây, Duyên Súng caro comment địa chỉ giúp shop, Duyên Súng ơi. Chúc cho Diễm Hương caro comment địa chỉ giúp shop, chị Diễm Hương ơi. Chúc cho chị Phạm Hương ok nha. Rồi số điện thoại địa chỉ mọi người, chúc cho Dư Hậu thấy địa chỉ của mọi người rồi nha. Ok ok nha, nhanh tay mọi người. Chúc cho Duyên Súng ok thấy rồi nha. Rồi Huyền Trang em comment 3 lần. Chúc cho Huyền Trang rồi, nhanh tay mọi người ơi, trời đất ơi luôn, quá xuất sắc cho mã này nha. Rồi các chị và các bạn ơi, comment cho em áo caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ, hoặc là váy đen kèm số điện thoại kèm địa chỉ, hoặc nguyên combo kèm số điện thoại kèm địa chỉ 79.000 mỗi món và 79 nhân 2 cho một set nha mọi người ơi. 79.000 mỗi món, còn 79 nhân 2 cho một set nha. Rồi em tiếp tục chốt đây các chị ơi. Rồi em chốt cho chị Hoàng Thùy à. Em chúc cho chị Hoàng Thùy, rồi em chúc cho chị Diễm Hương, dạ rồi. Em thấy địa chỉ của chị và số điện thoại rồi ạ. Có chân váy không ạ? Chân váy đây mọi người ơi, chân váy 79.000 nha mọi người. Bán chân váy 79.000, bán áo 79.000 luôn ạ. Chúc áo comment áo caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chúc chân váy comment chân váy caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chúc nguyên combo comment combo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nguyên combo là 79x2, áo 79.000, chân váy 79.000 và nguyên combo là 79 nhân 2 mọi người nha. 79 cộng 79 đó mọi người. Đúng rồi. Rất là rẻ luôn mọi người ơi. Nguyên combo nha. Nguyên combo là 79 nhân 2. Đó, 79 nhân 2 là bao nhiêu? 158.000 đó, quá rẻ luôn nha. Quần chào bạn. Rồi xong chưa? Mã caro đã sắp hết nha. 10 giây cuối cùng để đặt mã caro nha. Sau đó chúng ta sẽ đến với chương trình combo 99.000 mọi người nha. Nhớ là hai bộ bất kỳ trong livestream sẽ được giá 99.000 nha. Rồi chúc cho Thẩm Nguyễn chân váy ok, Thẩm Nguyễn nha. Quá đẹp nha, cái váy này không ai bán 79.000 hết á. Váy này giá 200.000, áo này giá 200.000 và sắp bán chị trong livestream này và nhanh tay sắp hết hàng. Chị sao không đọc tin nhắn của em có ghi địa chỉ mà chị ơi. Ok Cẩm Tú. Ok Cẩm Tú nha. Ok Cẩm Tú. Chắc là mình bị lướt qua. Ok mình thấy địa chỉ của Cẩm Tú rồi. Cảm ơn Cẩm Tú nhiều nha. Mọi người cứ yên tâm đặt hàng mà đầy đủ là thông tin địa chỉ và mã hàng thì shop sẽ chốt cho mình, không có lo đâu nha. Shop sẽ chốt cho mình rất là nhanh, đừng có lo nha. Tại vì shop nhiều khi shop lướt qua, shop không có đọc, nhưng mà mình có đầy đủ địa chỉ, mình đừng có lo là không có hàng đâu. Chỉ có bạn nào mà mình không cho số điện thoại địa chỉ thì shop không có chốt được. Rồi bây giờ mình qua mẫu mọi người ơi. Bây giờ sẽ đến chương trình của
combo 99.000 nha. Chúng ta sẽ đến combo 99.000 và mỗi bộ sẽ có giá 99.000 khi mình chọn hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Mọi người lưu ý giúp Sáp là một bộ là 129.000. Kết thúc livestream mình chọn hai bộ bất kỳ giá sẽ là 99.000 mỗi bộ. Áp dụng từ bộ này đến bộ cuối cùng nha. Chứ cái bộ gì rồi là bán riêng, không liên quan nha. Sắp ở Sài Gòn nha, Ngân Nguyễn nha. Rồi khoảng bao nhiêu ký vừa em? Chị Đặng Hồng Thắm ở dưới 55kg chị vô tư đặt nha. Cái này dưới 55kg chị vô tư đặt nha. Bộ này dưới 55kg vô tư đặt giúp Sắp nha. Bộ này rất là đẹp. Gồm một chiếc áo sơ mi cỏ tay bèo nơ như thế này. Trời ơi, rất là xuất sắc nha. Mình phối một chiếc chân váy tầng như thế này nè. Đó, chân váy tầng như thế này. Bộ này dưới 55kg vô tư đặt nha chị Đặng Hồng Thắm nha. Dưới 55kg vô tư đặt. Nếu mà các chị lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000. Chị nào đặt từ bộ thứ hai trở lên giá sẽ là 99.000 mỗi bộ. Nhanh tay chọn cho mình hai bộ trong livestream để được giá 99.000 mỗi bộ các chị nha. Áp dụng từ bộ này đến bộ cuối nha. Bộ nãy là không có tính nha. Rồi từ bộ này đến bộ cuối nha. Nhanh tay comment giúp shop mã là B15 mọi người ơi. Mã của bộ này là B15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này với giá 99.000. Áp dụng khi mình đặt từ bộ thứ hai trở lên nha. Rồi combo này là B15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. B15 nha mọi người nhá. B15 nha mọi người nha. Ai thích mẫu này phải nhanh tay comment giúp em B15 nha các chị ơi. Các chị ơi rất là đẹp không nha. Một cái áo bèo nha mọi người nha. Một cái áo màu hồng nha mọi người nha. Màu hồng vô nha mọi người. Có cái bèo tay như thế này. Rồi có một cái nơ nha mọi người nha. Kết hợp với lại một cái quần. Đây là một cái quần nha mọi người nha. Một cái quần có hai lớp. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha. B15 nha mọi người. Ai thích mẫu này phải nhanh tay chốt em B15 các chị nha. B15 nha các chị ơi. Rất là đẹp nha chị nha. B15 giúp em nha mọi người nha. B15 giúp em nha mọi người nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, B15 rồi, chúc cho ai đây? Chúc cho chị Tu Nữ Thùy Nhi B15, ok comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Ngọc Anh Phan B15 comment địa chỉ giúp shop nha, quá xuất sắc. 99.000 một bộ, áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ nha. Nhớ là hai bộ bất kỳ trở lên giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Chị có màu này chị Hằng Trần nha, chị có mỗi màu này thôi nha. Chúc cho chị Zack Jill B15, ok nhanh tay comment B15 giúp shop nha. B15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. B15 nha mọi người nha. B15 là số điện thoại giúp em nha mọi người nha. B15 là số điện thoại giúp em nha. Rất là đẹp nha chị nha. Ai chốt thì hãy chốt cho em nha mọi người nha. B15 nha chị nha. B15 nha chị ơi. Hãy tiếp tục comment cho em B15 nha. Rồi chốt cho Phan Dũng. Rồi chốt cho Phan Dũng luôn. Bạn ơi cho mình xin địa chỉ luôn nha mọi người nha. Ai chốt mọi người cho em xin địa chỉ luôn nha. Giang Huệ. Giang Huệ. Chốt cho Giang Huệ luôn nha. Lục Đỗ Minh. Rồi chốt cho Lục Đỗ Minh. Rồi mọi người ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha mọi người nha. Ai chốt cho em xin địa chỉ luôn nha mọi người nha. Để em nói chốt hàng luôn nha mọi người ơi. B15 nha mọi người nha. B15 nha mọi người ơi. Em sắp quay mẫu mới rồi nha mọi người nha. Chỉ còn 20 giây nữa em sẽ quay mẫu mới nha mọi người nha. Hãy nhanh tay comment cho em B15 nha mọi người nha. B15 số điện thoại nha mọi người. Rồi trả ba số điện thoại. Rồi xong chưa mọi người ơi, B15 là mã của bộ này nha. Xong chưa, bây giờ sắp sẽ qua mẫu trong 5 giây cuối cùng mọi người ơi. B15 giả chúc cho chị Vương Nga B15 comment địa chỉ luôn giúp em chị nha. Các chị đặt hàng nhớ comment số điện thoại địa chỉ luôn giúp shop nha. Shop sẽ gửi hàng cho mình nhanh nhất, tại vì mỗi ngày là hàng đi rất là nhiều nên các chị thông cảm giúp shop là comment đầy đủ giúp em để em gửi hàng luôn cho nhanh nha, chứ không là hàng bị ngâm lâu lắm các chị ơi. Nhớ là có địa chỉ là shop gửi liền cho mọi người nha. Để đó đi em. Bây giờ mình đến với bộ B16 nha. Nhanh tay đến với bộ B16 nha. Nhanh tay chúng ta xem bộ quá hot hôm nay nhà đó. Bộ nào lên bộ nào là đẹp bộ đó. Nói chung là toàn là hàng hot hôm nay. B16 cũng 99.000 nha. Chưa nào có mới có set ống rộng chị. Ở Thanh Nguyên cái set ống rộng là set đồ thun nha. Ống rộng là chỉ có quần đùi thôi em ơi Thanh Nguyên ơi. Đây là set B16 nha. Gồm một cái áo trễ vai nha. Trễ vai màu hồng rất là đẹp như thế này. Mình có thể kéo thấp xuống một tí hoặc là kéo cao lên cũng được nha. Rất là nhiều style để mặc cái bộ này nha. Giới thiệu chị. Các bạn và các chị ơi, một combo tiếp theo B16 với một chiếc áo sơ mi trễ vai hồng và một cái chân váy đan dây ạ. Một chân váy đan dây nâu các chị và các bạn nha. Một chân váy đan dây màu nâu với một chiếc áo sơ mi trễ vai hồng. Nguyên một combo này từ 250.000, bây giờ chỉ có giá 99.000 thôi các chị và các bạn. Nhớ là mua hai combo bất kỳ thì có giá 99.000 mỗi combo. Nếu kết thúc live chỉ có một combo duy nhất thì sẽ có giá 129.000 ạ. Mình nhanh tay comment cho em mã là B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, dưới 55kg mình bao vừa. Rồi ok em chốt cho... Ủa bé lành chốt B16. Ok bé
Bảy Lành chốt V16 cho mình địa chỉ Bảy Lành ơi. Bảy Lành chốt V16 cho mình địa chỉ nha. Còn phỉ. Dạ chú chị còn phỉ. Dạ ok em chú chị còn phỉ B16 comment số thoại địa chỉ giúp em nha. Các chị đặt hàng nhớ comment là mã hàng kèm số thoại kèm địa chỉ em mới chốt được nha. Chúc các chị còn phỉ comment số thoại địa chỉ giúp em. Chúc cho Bảy Lành B16 comment số thoại địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho 57kg vừa không và 55kg trở xuống mọi người nha. Tuyền Xu ơi 55kg trở xuống nha. 57kg thì mình xem xét khác nha. Chúc các chị Ngọc Châu Ly B16 comment địa chỉ giúp sắp nha. Rồi bao nhiêu ký vừa, dạ dưới 55kg các chị nha. Huyền Trang dưới 55kg vô tư đặt bộ này nha. Chúc cho Việt Trung, Việt Dũng Trinh B16 ok comment địa chỉ giúp sắp nha. Rồi chúc các chị Thẩm Nguyễn B16 ok Thẩm Nguyễn nha. Rất địa chỉ rất là rõ ràng, cảm ơn Thẩm Nguyễn nhiều nha. 40kg là vô cùng đẹp luôn Huyền Trang ơi. Mẫu bên shop là 45kg và cao 1m55 nha. Mẫu bên shop là 45kg và cao 1m55. 40kg là vô cùng đẹp mọi người yên tâm nha. Nói chung là mọi người mà có cái dáng người mà ốm thì rất là dễ mặc đồ nha. Còn ví dụ mình trên 55kg mình mới lo nha. Còn chị nào bạn nào mà dưới 55kg thì cứ vô tư đặt bên shop nha. B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi nhanh tay giúp shop nha. Bộ này quá xuất sắc. Quá xuất sắc cho một combo như thế này mà 99.000. 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thì giá là 129.000 nha. Lấy em bộ đang mặc. Hồ Ly comment giúp shop B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Hồ Ly comment giúp shop B16. Hệ thống của shop chỉ ghi nhận khi chúng ta comment đúng mã là B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nếu mà mình không comment đúng mã thì shop không có chốt được. Hồ Ly comment giúp shop nha. Rồi chúc cho Phạm Trang B16 comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi có địa chỉ rồi. Ok Bé Lành nha. À ok Bé Lành nha. Rồi chúc cho Diệp Lê Nguyên B16, bộ này quá đẹp đi mọi người ơi. Comment ngay B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho Nguyễn Tuấn Minh B16 ok em cảm ơn nha. Hồ Ly comment địa chỉ luôn giúp shop nha. Rồi Hồ Ly comment địa chỉ giúp shop ạ. B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ sắp qua mẫu rồi mọi người ơi. Comment B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Shop cũng sắp qua mẫu rồi đi mình. Nhanh tay các chị và các bạn nha. Nhanh tay comment B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi các chị và các bạn nha. Nhanh tay đặt B16. Mã em đang mặc cực kỳ xinh đây các chị và các bạn nha. Mã em đang mặc bao gồm một chiếc sơ mi trẻ vai và một chiếc chân vẩy đang dài cực kỳ xinh luôn các chị và các bạn nha. Comment B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt nha. Cực kỳ xinh à. Rồi Hồ Ly ơi cho địa chỉ. Cho mình lại địa chỉ à. Cho mình địa chỉ Hồ Ly ơi. Cho mình địa chỉ nha. Mình đã thấy số điện thoại và mã hàng rồi. Mình cho mình lại địa chỉ giúp mình nha. Rồi B16 là mã của bộ hôm đang mặc nha. Và dưới 55kg mình cứ vô tư đặt nha. Áp dụng là hai bộ bất kỳ, giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người lưu giúp shop. Nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thì giá là 129.000 nha. Áp dụng từ đây đến cuối live nha. Ok chúc cho Huyền Trang ok, cảm ơn Huyền Trang địa chỉ rất là đầy đủ. Chúc với chị Phạm Quỳnh B16, Phạm Quỳnh comment địa chỉ giúp shop nha. Huyền Trang Phạm Quỳnh ok mọi người nha. Huyền Trang, ok các chị và các bạn nha. Rồi 10 giây cuối cùng. Rồi 10 giây cuối cùng mình qua mẫu luôn nha. 10 giây cuối cùng cho các bạn chốt hàng B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và mình qua mẫu B17 đi các chị và các bạn ơi. Đúng rồi, bây giờ chuyển mẫu ha các chị nha. Bộ này xuất sắc lắm. Một cái váy khoen nó có 4 nút như thế này, khoen sắt nha các chị nha. Bộ này cũng dưới 55kg vô tư đặt nha. Có nút nè, nút khoen sắt nha. Cái này là kiểu nút sắt, vải rất là vải vừa đẹp mà cái nút này cũng rất là đẹp nha. Đó, mọi người nhìn cái họa tiết, những cái chi tiết nhỏ trên váy hoặc áo là mọi người biết cái hàng nó đẹp như thế nào rồi. Áo này nè, cái vải cũng rất là mịn nha. Vải mịn mà thấm hút mồ hôi rất là thoải mái luôn. Cái này mặc mùa hè là siêu mát, mà mặc mùa đông mình mặc ở phía trong mình mặc cái áo khoác ngoài nó cũng rất là đẹp nha. Nói chung là những cái thời trang bên shop là thời trang ứng dụng, mặc mùa nào cũng được mà rất phù hợp với nhiều độ tuổi nha. Rồi bộ này cũng 99.000 áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mình chỉ lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Đây là màu nâu này, màu hồng rút. Màu hồng rút rất là lạ nha. Chưa tủ đồ của mình nên bổ sung cho tủ đồ của mình những cái màu nó lạ như thế này. Chứ đừng có mỗi mấy cái màu cơ bản không thì nó hơi nhàm chán. Hãy chọn cho mình một combo mà có màu lạ như thế này mọi người nha. Cũng 99.000 khi mua hai bộ bất kỳ trong line. Comment ngay giúp shop là B17 nha. Cảm ơn Nam Ngọc Khang nha. B17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo thời đang mặc với giá 99.000 mỗi bộ khi chọn hai bộ bất kỳ các chị và các bạn nha.
B17 là mã của bộ này, quá xuất sắc nha. Để xem. Rồi chúc cho Hương Trần. Trời ơi quá xuất sắc, cảm ơn Hương Trần nha. Comment. Ok Hương Trần, đây là bộ thứ hai của mình nha. Rồi B17 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ giúp sắp nha. Và các mã hàng hôm nay lên rất là đẹp và toàn là hàng hot mới về. Nên chị nào bạn nào canh được cái livestream này toàn là canh được, toàn săn được hàng đẹp thôi. Rồi xong chưa các chị ơi, các bạn ơi, B17 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ giúp sắp nha. B17 nha mọi người ơi, các chị và các bạn ơi, hãy chốt cho hồ ly. Chốt cho hồ ly luôn chị ơi, có địa chỉ cho địa chỉ đi, hồ ly chị có địa chỉ. Chị ơi, chị cho em xin địa chỉ luôn nha, chị hồ ly ơi, để em chốt hàng cho chị luôn nha. Mọi người ơi, ai đặt mũi mày hãy tiếp tục comment giúp em là B17 nha mọi người nha. B17 và số điện thoại giúp em nha mọi người nha. Rất là xinh luôn nha mọi người ơi, rất là xinh luôn nha. Ai chốt nữa thì mọi người hãy nhanh tay comment giúp em B17 nha mọi người nha. B17 nha mọi người ơi. Em chuẩn bị sắp quay mẫu luôn nha mọi người ơi. Mọi người hãy nhanh tay comment giúp em B17 nha mọi người nha. Màu nha, ai chưa có baby doll, trời ơi mặt đẹp quá mọi người ơi, dễ thương lắm.
mặc cái form này mà đi chơi là siêu xinh, là đảm bảo là ai cũng phải ngắm nhìn. Mình vừa nổi bật nè, mà mình vừa thời thượng nè, mà mình rất là cute đáng yêu nữa, bị ba không nhìn mình được. B18 nha. Rồi các chị và các bạn tranh thủ ai còn lấy B18 nữa, nhanh tay đặt nha. Và sắp chuẩn bị chuyển mã trong 10 giây cuối cùng nha, 10 giây cuối cùng để chuyển qua B19 nha. Rồi ai còn lấy cái gì nữa, nhanh tay, ai còn lấy B18 thì nhanh tay comment nha. Comment cho em B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn lấy nha. B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Mai chị like sớm nha, em buồn ngủ quá. Hiền Trang. Ok, mai chị sẽ like sớm nha. Tội Hiền Trang quá đi mất. Mọi người ơi, ngày mai mình sẽ like sớm cho mọi người nha. Rồi, các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi B18 nha, bây giờ mình sẽ chuyển mẫu luôn nha. Bây giờ mình sẽ chuyển mẫu nha. Và shop sẽ lên kích cái mã hàng càng về sau càng đẹp. Các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Nhớ là một bộ thì giá là 129.000 nha. Nếu mình chọn được bộ thứ hai trở lên thì là 99.000 mỗi bộ các chị và các bạn nha. Rồi xong chưa? Bây giờ mình đến với B19. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua B19 nha mọi người nha. B19 đây là một chiếc áo thun nha, thêu nha mọi người nha. Đây là hàng thêu nha mọi người nha. Hàng thêu rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Có chữ rồi, có hình mặt người nó rất là đẹp luôn. Ở kết hợp với lại một cái này là quả gì? Cái quần nha mọi người nha. Quần caro nha mọi người nha. Quần caro xanh đen nha mọi người nha. Có cái nơ như thế này rất là đẹp luôn mọi người, rất là xinh luôn nha. Một phong cách rất là đẹp luôn nha mọi người, rất là đẹp luôn. Ai chốt cũng là nha mọi người, hãy nhanh tay comment giúp em là B19 nha mọi người nha. B19 là số điện thoại nha mọi người nhá. Ai mà đặt mẫu này thì hãy đặt cho em B19 nha mọi người nha. B19 là số điện thoại giúp em nha mọi người, rất là đẹp luôn đó mọi người, rất là xinh luôn nha. Bất kể free size. Mọi người quay kệ đó là free size nha mọi người nha. Free size nha mọi người nha. Chốt cho bóng tối nha mọi người nha. Chốt cho bóng tối M19 ở B19 nha. Mẹ ơi cho mình xin nơi xin địa chỉ luôn nha. Lê Diệp Linh. Rồi chốt cho Lê Diệp Linh. Rồi chốt cho Lê Diệp Linh nha. Rồi mẹ ơi cho mình địa chỉ luôn nha. Ai mà đặt hàng cho xong địa chỉ luôn nha mọi người nha. Rồi nhanh tay mọi người ơi, B19 quá xuất sắc của Thủy đây. Một chiếc quần nè. Là cái này là mình 60kg mình mặc vẫn vô tư mọi người nha. 60kg mặc vẫn đẹp nha. Đó, 60kg trở xuống là mình mặc vô tư. Tại vì lưng là lưng nè, lưng thun á, mặc co giãn rất là thoải mái. Thứ hai nữa là cái áo này form rộng thì mặc vô cùng tuyệt vời luôn nha. Rồi nhanh tay comment giúp sách là B19 và chúc cho Lê Diệu Linh rồi nha. Chúc cho Duy rồi nha, chúc cho Duy rồi nha, B19 nha. Rồi bóng tối B19 ok nha. Mọi người đặt nhớ cố gắng chọn hai bộ bất kỳ đi. Và sắp chỉ còn 5 mã hàng thôi. Nhanh tay đặt hàng mọi người nha. 5 mã hàng sẽ được lên trong hôm nay. Và giá 99.000 mỗi bộ khi mọi người chọn được hai bộ bất kỳ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi. Giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Dạ chúc cho Ngô Văn Sơn B19 ok em. Cảm ơn Ngô Văn Sơn nha. Nhanh tay chọn thêm bộ nữa nha mọi người nha. Hai bộ bất kỳ giá là 99.000 mỗi bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 nha. Dạ chúc cho Phạm Trang B19 ok. Cảm ơn Phạm Trang nha. Rồi B19 chỉ còn 30 giây nữa thôi nha. Nhanh tay đặt hàng B19 nha. B19 nha các chị ơi, các chị và các bạn ơi, ai đặt mẫu này thì hãy comment cho em là B19 nha các chị nha. B19 là số điện thoại nha các chị ơi, rất là xinh luôn nha. Cái mẫu này là 60kg mọi người mặc cũng được nha mọi người nha. 60kg rồi lại mặc cũng được nha mọi người nha. Tại vì cái quần này là lưng thun nha mọi người nha. Còn cái áo này thì mọi người không rộng nha mọi người, nên mọi người cứ yên tâm nha. Đúng rồi, vô tư đặt bộ này. Ok, Hồ Ly sắp chốt rồi nha. Rồi xong chưa? Bây giờ mình chuyển mẫu, sắp chỉ còn 4 mã hàng nữa thôi. Tranh thủ đặt hàng các bạn và các chị nha. Bây giờ sắp sẽ chuyển mẫu đây mọi người ơi. B20 sẽ được lên nha. B20 sẽ được lên. Đấy, xinh quá trời xinh. B20 thử nè. B20 sẽ được lên nha, quá xuất sắc nha. B20 là sự phối hợp của một chiếc váy hồng đưa cả như thế này. Mình mặc với áo trễ vai đen mà form tay sọc như thế này là đúng là nhìn vừa trẻ trung nè, vừa năng động nè, mà lại rất là tiểu thư nha. Đó, đó là cái hay của những cái bộ đồ của bên siêu shop nha. Phối hợp nhiều phong cách, mua về tách lẻ phối cũng được rất là nhiều kiểu nha. Có váy 7 màu không chị? Không có Nguyễn Tiên ơi, sao không có váy 7 màu nha. À, có áo 7 màu, sắp chỉ có Babydoll 7 màu nha Nguyễn Tiên nha. Babydoll 7 màu lúc nãy sắp có lên rồi ấy. B20 là mã của bộ này, nhanh tay comment giúp sắp B20 mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, một chiếc áo trẻ vai 3 sọc kết hợp cùng với một chiếc chân váy rất là xinh à. Một cái chân váy rất là xinh các chị ơi. Chân váy đuôi cá hồng
và có hai cái túi lần trước các chị và các bạn ơi. Và mình combo này cũng là 99.000 áp dụng cho các chị và các bạn nào chốt bất kỳ hai combo nha. Và cái combo này dành cho các chị và các bạn nào dưới 55 kg cầm lên cho em mã là B20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. B20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi em chốt cho Ruby Trần ạ. Em chốt cho Ruby, Ruby Trần. Ruby Trần cho em địa chỉ ạ. Phương Vy cho em địa chỉ ạ. Rồi chị Diệp Lệ Vy cho em địa chỉ ạ. Chị Minh Huệ, Minh Huệ cho em, Minh Hứa cho em địa chỉ ạ. Ruby Trần cho em địa chỉ nha mọi người. Rồi Hồ Ly cũng cho em địa chỉ ạ. Ủa B20 đúng không? Hồ Ly cũng cho em địa chỉ luôn à, rất mình là xinh à. À, hai bộ có free ship không ạ? À? Dạ, mình bán quá rẻ rồi mọi người ơi, không có lời luôn rồi mà mọi người free ship nữa thì thôi. Chắc là em nghỉ bán luôn. Mọi người bán rất là rẻ rồi mọi người ơi, bán mỗi bộ, đây là giá của sỉ luôn nha, siêu sỉ luôn nha, mỗi bộ được mua với giá sỉ rồi mọi người ơi. Đây là giá sỉ mọi người nha, shop thì chuyên sỉ tại vì số lượng hàng rất là nhiều nên shop mới bán được cái giá này nha. Nên là mua hàng trong livestream là rất là rẻ và rất là được ưu đãi. Sau livestream là 250 đó mọi người ơi. Nên là tranh thủ đặt lúc này nha. 40kg vô tư đặt chị Ruby Trâm nha. Rồi B20 nhanh tay B20 nha. Ai còn lấy B20 nữa nhanh tay cầm máy giúp sắp nha. Sắp sắp qua mẫu nha. Rồi chị ước rồi em. Rồi ước biết ơi. À Barbie doll nãy là vải Phương Thái em nha. Rất là xinh luôn. Phương rất là miệng luôn cho mình luôn. Khách quen mà kêu địa chỉ hô hô em quen em rồi. Em chị quên mất do chị thay phản xạ. Tại nhiệm Phương Vy mà. Do chị thay phản xạ. Sorry em. Chị mất chị cho chị thay phản xạ. Chứ thấy ai là cho cái mã với lại cho điện thoại là chị sẽ xin địa chỉ cơ. Rồi Khải Lưu cho mình địa chỉ nha. Sorry Phương Vy nha. Chân vậy có sai không? Chân vậy này là freestyle mọi người ơi. Và nhớ là inbox cho shop mình cầm mình cho shop chiều cao kèm cân nặng để mà shop tư vấn cho mình nha mọi người. Không đừng có lo nha, dưới 55kg là vô tư đặt nha. Và khi mà shop xác nhận với mọi người, shop sẽ hỏi số ký của mọi người là bao nhiêu nha, để shop xác nhận là mình có vừa hay không, cứ yên tâm nha, đặt hàng là khỏi lo nha. Đó, dưới 55kg cứ vô tư đặt đi. Và shop sẽ còn một khâu nữa là khâu xác nhận và tư vấn lại cho mọi người nha, yên tâm nha. Rồi nhanh tay chúc cho Khải Lưu B20 ok nha, chúc cho Trần Mai Liên B20 nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, xong chưa? B20 chúng ta cùng chuyển vào B21 trong 5 giây nữa nha. B21 trong 5 giây nữa và chúng ta chỉ còn 3 mã hàng thôi các chị và các bạn, nhanh tay nha. 3 mã hàng và nếu bạn nào chị nào vào trễ giờ mình mới vào xem á thì mình cứ đặt hàng sau livestream mình xem lại vẫn được nha. Sau livestream thì mình có thể xem lại để mình chọn thêm một bộ nữa là được, hai bộ vẫn tính giá 99.000 mỗi bộ nha. Nhưng nhớ là phải chọn trong đêm nay sắp mới tính cho mình như vậy nha. Gọi cho em số đó ok của Ruby Trâm nha. Nhớ là comment địa chỉ giúp sắp nha. Bây giờ sắp sẽ qua B21. Sắp chỉ còn 4 mã hàng nữa thôi. Tranh thủ đặt hàng các chị và các bạn ơi. Ok Hiền Trang nha, sắp thấy địa chỉ của mình rồi. Em còn chọn nữa. Ok Ruby Trâm nha, chọn thêm nha. Quá xuất sắc cho cái mã này. Trời ơi, cái váy mà có gì đây? Có đen dây phía trước quá đẹp như thế này. Mình phối hợp chiếc áo sọc. Cái áo sọc này form rộng là mặc vô cùng thoải mái, vô cùng dễ mặc và vô cùng xuất sắc cho bộ đồ này nha. Nhanh tay là B21 nha. Bộ này quá đẹp mọi người ơi. Cái áo này rất là thông dụng luôn. Mình mặc được rất là nhiều style cũng như là rất nhiều trường hợp nha. B22 là mã của bộ này, dưới 55kg vô tư đặt nha. B21 mọi người nha, dưới 55kg vô tư đặt nha. Mọi người cho tâm sạm. Rồi chốt A21 cho tâm phạt luôn nha. Mai chị, Nguyễn. Chị ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị nha. Chốt cho chị Mai Nguyễn. Chị ơi cho em xin số điện thoại và đi cô luôn nha. Chốt cho Trương Thị Thu nha. Chị ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị nha. Chị nào mà đã chốt hàng cho em xin địa chỉ luôn các chị nha. Đây là mã B21 nha mọi người nha. B21 nha. Ai chốt của mày hãy nhanh tay comment giúp em là B21 nha mọi người nha. Một điều là của mình chân váy Lisa nha mọi người nha. Chân váy là dạ đúng rồi, chân váy là Lisa nha mọi người nha. Cái này là 55kg đổ lại một ngực nha mọi người nha. Cái này là chất liệu rất là co giãn nha mọi người nha. Co giãn rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Rất là thoải mái luôn nha. Và kết hợp với lại một chiếc áo sơ mi sọc nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn. À chúc mọi người hãy nhanh tay comment giúp em là B21 nha mọi người nha. B21 là số điện thoại địa chỉ luôn nha mọi người nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, B21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, nhanh tay nha. Dạ chốt tiếp tục cho Yến Nguyễn B21 ok Yến Nguyễn nha. Chúc cho Mai Hứa B21 ok. Mai Hứa đây là bộ thứ hai của mình rồi nha. Chúc cho Không Tên B21 ok, đây cũng là bộ thứ hai của mình, sắp có địa chỉ của mình rồi nha. Chúc cho Minh Anh B21 ok.
Minh Anh cho sắp địa chỉ nha. Rồi chị Minh Anh cho sắp địa chỉ nha. Nhanh tay cầm màn giúp sắp mã B21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. Để sở hữu combo như thế này mà 99.000, áp dụng khi mình chọn hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mình chỉ lấy một bộ thì giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Nhớ là kết thúc line mình chỉ lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 nha. Đó nên là tranh thủ chọn được hai bộ nha. Chị nào vào trễ thì sau khi tắt like mình có thể xem lại, rồi mình chọn một bộ nữa vẫn được tính giá 99.000 mỗi bộ các chị nha. Xong chưa, em đặt ba bộ rồi nha. Ok, cảm ơn Hồ Ly nha. Và đặt hàng là chắc chắn giúp shop mọi người nha, đừng có hủy hàng giúp shop nha. Dạo chúc cho Ruby Trâm B21. Ok, em cảm ơn Ruby Trâm luôn nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, chuẩn bị lên B22 rồi và sắp chỉ còn hai mã hàng, ba mã hàng cuối cùng thôi các chị, các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Ba mã hàng sẽ được sale trong livestream này nha. Và sau livestream sẽ trở về giá gốc 250 nha. Sắp chỉ bán cái giá ưu đãi này trong livestream, trong thời gian livestream diễn ra nha. Nhớ là phải đặt hàng liền trong livestream nếu mình ưng nha, chứ để sau live mua 250 rất là tiếc đứt ruột luôn nha. Đó, rồi cái giá mà quá xuất sắc, quá rẻ như thế này mà hàng vô cùng đẹp nha. Ok, Hồ Ly sắp biết rồi nha, mình cứ yên tâm nha. Nói chung hệ thống của shop sẽ ghi nhận tổng lại hết, chứ mọi người đừng yên tâm nha. Mọi người yên tâm nha, chứ không phải là ghi tay đâu. Nên mọi người cứ yên tâm, sắp có hệ thống tổng lại. Rồi em lấy áo thôi. Mọi người ơi, lấy áo thôi cũng 99.000 nha. Nguyên combo, nếu mà mua một combo thôi giá sẽ là 129.000. Mua hai combo bất kỳ giá sẽ là 99.000 mỗi bộ. Mình lấy áo không cũng 99.000, mình lấy váy không cũng 99.000 nha. Nên mặt ơi, em muốn lấy thì em comment số điện thoại cho sắp nha. Rồi B22 chuẩn bị qua nha. Và sắp chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng trong ngày hôm nay. Nhanh tay đặt hàng để sở hữu combo quá hot như thế này nha. Rồi B22 đang ra để cho mọi người nha. B22 là sự phối hợp của một chiếc quần ống xòe kèm với một chiếc áo cổ khoen xanh dương siêu xuất sắc luôn. Và càng trễ, gọi là càng sau livestream thì hàng siêu phẩm sẽ được lên nha, chứ những siêu phẩm là sắp để cuối cùng không à mọi người ơi. Nên là tranh thủ và xem và xem đến cuối live nha, sẽ có bất ngờ cho mọi người. Các chị và các bạn ơi, B22 là một chiếc áo sơ mi trắng đen xanh sọc trắng nha các chị và các bạn ơi. Và đi kèm với đó là một chiếc quần nịt, chiếc quần lông nịt. Và chiếc quần này, nguyên một bộ này dành cho các chị và các bạn dưới 55kg nha. Dưới 55kg mình sẽ mặc vừa, rất là xinh luôn các chị và các bạn nha. Nguyên một combo này dành cho các chị và các bạn dưới 55kg. Rồi mình chốt combo này vẫn với giá là 99.000. Khi mua hai combo bất kỳ trong live thì mỗi combo 99.000 à. Rồi các chị và các bạn chốt thì comment cho em mã B22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. B22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Bộ này mặt nhìn đẹp quá. Em cảm ơn Nguyễn Phi Hùng ạ. Sen vỏ. Ok, mình chốt cho sen vỏ cho mình địa chỉ nha. Bộ này mặc lên bao đẹp luôn mọi người nha. Rồi Lan Thiểu Vân cho mình địa chỉ nha. Ok Phương Vy, em chỉ chốt cho Phương Vy nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay chốt B22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Đằng sau mình có một cái khoen nữa các chị và các bạn nha. B22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay mặc à. Nhanh tay chốt à. B22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Nón bộ đồ đỏ có bán không? Dạ chị Ruby Trần ơi, nón em đang mang, em đang đội đây là bằng chất liệu bông rất là đẹp. Và có bán với giá 120.000 à. 120.000 bao gồm màu đỏ, màu đen và màu xám à. Em đang đội màu đỏ à. Các chị Ruby Trâm, nếu mà chị Ruby Trâm nếu mà chốt thì chốt cho em mã nón kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Chị Duyên xuống, ok chốt cho chị Duyên xuống cho em địa chỉ và số điện thoại à. Chị Ruby Trâm ơi, nếu mà chị chốt nón comment cho em nón màu cộng với màu, là ví dụ nón đỏ, nón xám hoặc nón đen kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha chị ơi. Các chị và các bạn ơi, comment cho em mã B22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn, chốt cái mã bộ đồ này nha. Rất là xinh luôn mọi người ơi. Rồi B22 nha mọi người nha. Và sắp chỉ còn hai mã hàng nữa thôi. Nhanh tay đặt hàng nha. Và nếu chị nào vào trễ mới đặt được một bộ thì sau livestream mình nhanh chóng mình xem lại, rồi mình chọn một bộ nữa thì sắp vẫn tính giá cho mình mỗi bộ là 99.000 nha. Và nếu mà mọi người cương quyết lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 nha. Đó. Rồi xong chưa mọi người? Ok, Duyên xuống B22 nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, sắp chuẩn bị chuyển mã rồi. Nhanh tay đặt hàng, sắp chỉ còn hai mã hàng nữa thôi. Nhanh tay đặt nha, sắp chỉ còn hai mã 99 và một mã siêu phẩm xuất hiện cuối cùng nữa. Đó, chị nào chỉ dành cho chị nào ngồi lại đến cuối live nha, sẽ có siêu phẩm. Mọi người đợi một tí nha.
Ok để em ok 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 em nha. Rồi xong chưa? Bây giờ mình lên mã B23 mọi người ơi. B23 sẽ được lên nha. B23 siêu đẹp luôn, rất là dễ thương nha. Phối hợp giữa một chiếc áo ren trắng với lại một chiếc chân váy xanh rêu, trời đẹp lắm. Bộ này nói chung bán hoài mà cứ khách cứ đòi hoài tại vì quá đẹp đi. Sắp về vừa biết thôi. Nhưng mà vẫn chưa gọi là chưa hết nhu cầu của mọi người, tại vì mọi người còn yêu cầu bộ này rất là nhiều lần, nên là ai chưa có bộ này trong tủ đồ nhớ chọn nha. Cho rồi mà. Ok ok Duyên xuống. Ok Duyên xuống nha. Dạ ok chị Duyên xuống em biết rồi. Tại vì theo thói quen là em cứ nói thôi. Còn nếu mà chị cho rồi thì chị cứ yên tâm nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua B27 đây. B22 nha mọi người nha. B23 nha mọi người nha. Rồi B23 xem được này. Rồi B23 là mã của Thủy đang mang nha. B23 quá xuất sắc luôn. Là một chiếc áo ren lưỡi như thế này, trễ vai mà mình phối hợp với một chiếc chân váy rêu nè. Chân váy rêu đó. Làm gì té lên té xuống vậy. Chân váy rêu đen dây nhẹ như là đen dây dày nè các chị ơi. Mình có thể đen rất là nhiều kiểu nha. Đó, cho các chị thấy cái thắt gọn thôi, cho các chị thấy cái form của cái váy nha. Đó, đây là cái form váy nha. Nè, cái form váy là cái sự phối hợp của một chiếc áo màu, cái váy màu rêu và một chiếc áo màu trắng. Mà áo này là cái form nhìn rất là kiểu thư nha. Và mặc được rất là nhiều phong cách luôn. Cái áo kiểu ren như này mình mặc theo phong cách bánh bèo cũng được. Còn không thì mình mặc kiểu với mình phối với cái quần đùi nhìn cũng rất là hay nha. Đó, nói chung là cái kiểu này nó dễ phối lắm các chị và các bạn ơi. Và nguyên một combo như thế này giá là 129.000 nếu mình chỉ lấy một bộ. Và giá 99.000 cực kỳ sắp sẽ bán cho chị nào bạn nào mua từ bộ thứ hai trở lên nha. B22 nhanh tay nha, sắp chỉ còn một mã hàng cuối cùng từ các chị. B23 sorry mọi người nha. B23 nhanh tay cầm lại giúp sắp nha. Ok Ruby Trâm nha. B22 chúc cho Ruby Trâm rồi nha. Đây là B23 mọi người ơi. B23 nhanh tay comment và sắp chỉ còn một siêu phẩm. Mọi người đợi cái siêu phẩm cuối cùng nữa nha. Một siêu phẩm cuối cùng đây là B23 nha. Nhanh tay comment giúp sắp B23 kèm xuống thoại kèm địa chỉ nha. Dạ chúc cho anh Phan Thanh B23 ok nha. Anh Phan Thanh mình có địa chỉ của anh Phan Thanh rồi nha. Chúc cho chị tên Hàn Quốc B23 ok nha. Chúc cho chị NT Thảo B23 ok. Chị NT Thảo comment địa chỉ giúp sắp nha. Chị tên Hàn Quốc comment địa chỉ luôn giúp sắp nha. Rồi nhanh tay B23 để sở hữu combo này quá hot quá dễ thương nha. Đó, không có đâu mà bán như bán đồ đẹp mà quá rẻ quá xuất sắc như siêu shop đâu. Nên là mọi người nhớ là mọi thường là mọi người xem live một lần mọi người ghiền luôn đó. Nên là nhớ là tranh thủ đặt trong lúc mà livestream đang diễn ra để được giá rẻ nhất nha. Sau livestream sẽ trở về giá gốc là 250 nha. Đó, xây một tí cho mọi người thấy. Đó, cái áo này nó rất là dễ thương luôn nha. Rất là đẹp và phối được rất là nhiều style nha. Và sắp chỉ còn một siêu phẩm cuối cùng, các bạn và các chị hãy cùng chờ đón siêu phẩm cuối cùng luôn nha. Ok mọi người ơi, ai mà vào trễ, chị nào bạn nào mà vào trễ, mình mới đặt được một bộ thôi á, sau livestream kết thúc á, mọi người có thể kéo lại để xem lại vẫn được nha, vẫn được tính. Nếu mà mọi người xem lại livestream và chọn được đủ hai bộ thì giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Các vẫn tính cho mọi người nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, B23 đây là mã của bộ này nha. B23 nha mọi người nha. Ai chốt của bạn hãy nhanh tay của mình giúp em là B23 một số điện thoại nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn mọi người, rất là đẹp luôn nha. Và em chuẩn bị sắp bao sắp hết mẫu rồi, cho nên là mọi người hãy nhanh tay của mình giúp em là B23 nha mọi người nha. B23 một số điện thoại nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên siêu phẩm cuối cùng luôn nha. Siêu phẩm cuối cùng ok, chúc cho chị Anna người tôi yêu luôn nha. Anna người tôi yêu. Dạ. Anna người tôi ok nha. Rồi nhớ là mua một bộ thôi là giá 129.000. Còn kết thúc live mình chọn hai bộ bất kỳ, giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Bây giờ mình sẽ đến với siêu phẩm cuối cùng. À còn nếu em đi hai bộ mà muốn thêm mà xem lại được không? Được Phương Vy nha, nhớ là xem lại và đặt trong đêm nay mới được tính như vậy nha. Rồi đây là mã cuối cùng nha. Đó, đây là mã cuối cùng nha. Rồi đây là bi mà bán rồi mọi người nha. Mã này sẽ bán rồi. Rồi áo được bán với giá cái bạn rồi. Ghi lại giúp chị cái kia. Phải con luôn. Ghi lại chị báo đi. Rồi các chị và các bạn ơi, một cái mã của em bao gồm một chiếc áo sơ mi trẻ vai có lớp khuôn bên trong và một chiếc chân váy ôm rất là đẹp mọi người nha, chân váy ôm nút nha. Và nguyên một combo như vậy sẽ bán lẻ bán áo mình, các chị và các bạn có thể chốt áo hoặc chốt
vậy với giá 79.000 hoặc nguyên combo với giá 79.2 à. Rồi, áo này sẽ bán riêng với giá 79.000, giá gốc là 200.000 nha. Đây là mã rất là xuất sắc nha, sắp nói rồi. Siêu phẩm sẽ được lên cuối cùng, đây là siêu phẩm ngày hôm nay nha. Áo sẽ được bán với giá 79.000 khi chúng ta chọn trong livestream này nha. Giá gốc là 200.000 và chị bán cho 5 chị nhanh nhất nha. Và cái vảy yếm ôm body này, sorry, cái vảy ôm body có hàng nút siêu xịn như thế này cũng chị bán với giá 79.000 nha. Và nhớ đặt trong live mới được giá này nha. Sau livestream thì shop sẽ bán 200.000 nha, váy 200.000 và áo 200.000 nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là áo tím kèm số điện thoại kèm địa chỉ, hoặc là vảy mây đen sẽ có bị trùng không? Chắc không trùng không đúng không? Váy nút nha mọi người nha, comment là váy nút kèm số điện thoại kèm địa chỉ, hoặc comment là áo cái này hồng hay là tím nha, xanh tím mọi người ơi, comment giúp shop là xanh tím kèm số điện thoại kèm địa chỉ, hoặc là váy nút kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok, chúc cho Lan Anh nha. Lan Anh comment số điện thoại địa chỉ em ơi. Váy đằng sau rồi, đai đằng sau nha, rất là đẹp nha. Rồi áo sẽ được bán rẻ lẻ với giá 79.000, giá gốc là 200.000 và giờ chị bán cho 5 chị nhanh nhất. Ok Lan Anh nha, Lan Anh ok lấy áo. Nhanh tay comment áo xanh tím kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ cũng được nha. Váy nút kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc là áo xanh tím kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chúc cho chị Ngọc Nguyễn nha. Chị Ngọc Nguyễn ok, Ngọc Nguyễn comment số điện thoại địa chỉ shop. Đây là mã cuối cùng rồi nha. Chị nào đặt hàng nhanh tay đặt cho Hồ Ly nha. Hồ Ly, áo này là bao gồm dính luôn mọi người ơi, chứ không có phải là rồi nha. Áo gắn liền với áo trong, gắn liền với áo ngoài luôn nha. Lấy áo comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ, lấy chân váy comment chân váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ok áo tím ok Lan Anh Lan nha. Ok Anh Lan nha. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt set nguyên một set bao gồm áo và chân váy 79.000 thì comment cho em là ok dạ ok ạ. À. Hồ Ly, em lấy em chọn bộ ok Hồ Ly nha, chị nốt cho em nha. Rồi Mi Phan lấy váy. Ok Mi Phan nha, lấy áo cho em xem được không? Chị ơi lúc nãy em có chọn một bộ rồi, bây giờ kết thúc live em xem lại và chọn một bộ nữa có được giá. Vẫn được em, vẫn được chị nha, vẫn được chị Minh Anh nha. À trong đêm nay là được mọi người ơi. Đây các chị và các bạn ơi. Áo thả form ra sẽ như này nha các chị và các bạn, rất là đẹp, rất là xinh luôn ạ. Cái gì mà các bạn chốt thì nhanh tay chốt cho em áo 79.000. Chốt cho em là áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc chân váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. 79.000. Chỉ 79.000. Các chị nha. Các chị ơi, 79.000 rất là xinh ạ. Và nguyên một combo là 79.000 hai các chị và các bạn nha. Đúng rồi, xong chưa mọi người ơi? 10 giây cuối cùng để mình đặt nha. Sorry, một phút cuối cùng đây cho mọi người đặt nha, kịp đặt nha, chứ lúc nãy em rồi ok được nha Minh Anh nha. Rồi một phút cuối cùng để mình đặt hàng nha. Áo được bán với giá 79.000 từ 200.000 nha, và váy cũng được bán với giá 79.000 từ 200.000 nha. Rất là đẹp nha, nói chung là mua hàng bên shop, mua mấy cái combo này thì mọi người khỏi phải lo nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, 30 giây cuối cùng để chúng ta đặt bộ này nha. 79.000 áo và 79.000 váy nha. Trên váy 48kg vô tư nha chị My Phan nha. Nói chung chân váy này mà 48kg thì vô tư mặc nha. Nói chung là trên váy như thế này dưới 55kg mọi người vô tư nha. Khi mà sắp gọi điện, sắp sẽ tư vấn cho mọi người là mình có vừa hay không, ở số ký đó có vừa hay không, mọi người cứ yên tâm nha. Sắp sẽ hỏi lại số ký của mọi người nên yên tâm nha. Sắp luôn có một cái bước đó là gọi xác nhận lại và hỏi là cái mẫu đó mình bao nhiêu ký nha. Yên tâm mọi người nha, đặt hàng bên shop là vô cùng yên tâm nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, chúng ta còn 20 giây cuối cùng để đặt bộ này nha. Và sau livestream thì mua giúp shop với giá 200.000 nha. Áo sẽ bán 200.000 và váy bán 200.000 mọi người nha. Nhớ là trong livestream shop mới bán cái giá cực kỳ ưu đãi như thế này nha. Chúc các chị Dương Trần nha, Dương Trần ok váy nha. Rồi trên váy 35kg vừa luôn Lan Anh ơi. Lan Anh ơi 35kg cũng vừa, 40kg cũng vừa, miễn dưới 55kg là vừa nha. Yên tâm shop đặt, khi mà đặt hàng shop sẽ gọi điện lại, shop hỏi số ký của mình và shop sẽ tư vấn cho mình là nếu mà không vừa là shop sẽ báo liền, mọi người yên tâm nha. Nói chung dưới 55kg vô tư đặt hàng bên shop đi mọi người ơi. Hàng bên shop có một cái đặc tính đó là dưới 55kg là mặc vô cùng đẹp luôn, mọi người yên tâm nha. 35 mặc vẫn đẹp nha, tại đây là ôm body đó. Rồi xong chưa, xong chưa, 10 giây cuối cùng để đặt nha. Sau 10 giây bộ này sẽ trở về 400.000, áo 200.000 và váy 200.000 nha. Bộ này là bộ cuối cùng của livestream này rồi. Có không có màu khác nha Dương Trần ơi, màu khác là hết luôn rồi. Chỉ còn màu này, chỉ có màu này nha. Màu này rất là xuất sắc nha. Nói chung màu này lên hình đẹp lắm mọi người ơi. Màu này nè, mình mặc ở ngoài nhìn rất là tươi nè, tươi tắn, trẻ trung. Và cái màu này cũng là một cái màu rất là lạ. Nó không có bị đụng hàng đối với cái caro kiểu khác nha. Nói chung màu này quá xuất sắc nha. Rồi xong chưa mọi người?
ơi, 10 giây cuối cùng nha. 10 giây cuối cùng cho ai đặt hàng comment giúp shop là áo hoặc là váy kèm số điện thoại nha. Được bán với giá 79.000 nha. Rồi các chị và các bạn ơi, comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc combo kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Và bây giờ em sắp tắt like rồi các chị và các bạn, chốt thì nhanh tay chốt ạ. Dương Trân ơi, comment địa chỉ giúp shop nha. Ship quận 5 20 hoặc 25.000 nha. 20 hoặc 25.000 nội thành chỉ có 20 25.000 nha. Còn ở tỉnh thì 30 35.000 nha. Dương Trân comment địa chỉ giúp shop để shop tắt like luôn nha. Rồi cảm ơn các chị rất là nhiều đã đặt hàng hôm nay nha. Và nhớ sau livestream thì mua lại giúp em với giá 250 mỗi combo, cũng như là áo này thì 200.000, váy thì cũng 200.000 nha. Nhớ là chị bán giá ưu đãi trong livestream cho chị nào đã xem livestream nha. Được nha, được nha, Lan Anh sắp chốt cho em rồi nha. Dương Trân ơi comment giúp shop địa chỉ luôn nha. Sắp chuẩn bị tắt like mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia chương trình livestream rất là nhiệt tình nha. Và mua hàng rất là nhiệt tình cùng siêu shop. Mọi người nhớ nghe máy để sắp tư vấn và sắp gửi hàng nha. Rồi xong chưa các chị và các bạn ơi? Xong chưa, mình còn muốn hỏi gì nữa không? Ok, Dương Trân sắp thấy địa chỉ rồi nha. Rồi ok, bây giờ mình kết thúc livestream tại đây nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong livestream tiếp theo nha.